Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin quân sự 20 giờ của chúng tôi. Các bạn thân mến, năm 1941 là thời điểm cơn cuồng nộ chiến tranh bao trùm Australia và New Zealand với việc quân đội Nhật Bản đang trên đà tiến nhanh ở Đông Nam Á. Sau khi Malaysia và Singapore sụp đổ, Nhật Bản đã khởi đầu chiến dịch oanh tạc vào miền Bắc Australia bằng vụ không kích tàn khốc vào thành phố Darwin. Thủ tướng Australia khi đó là ông John Putin đã dự đoán rằng một cuộc xâm lược Australia sắp xảy ra và đây sẽ là một cơn ác mộng vì cả hai nước vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu. Phần lớn lực lượng của họ đang chiến đấu ở Trung Đông và khoảng 15.000 lính Australia đã trở thành tù binh trong tay người Nhật ở Singapore. Thủ tướng John Coutin đã cầu xin Anh và Mỹ viện trợ xe bọc thép và xe tăng. Nhưng với việc chính nước Anh đang bận chiến đấu với Đức Quốc xã vì sự sống còn của mình, nên thay vì chờ đợi nước Mỹ xa xôi thì cả hai quốc gia trên bắt đầu tìm kiếm các giải pháp tại chỗ. Bộ trưởng Bộ Công chính New Zealand khi đó là Robert Bob Semple đã đăng đàn phát biểu trước công chúng về sự cấp thiết trong việc chế tạo những chiếc xe tăng bất khả chiến bại trong nước. Nếu bị xâm lược, chúng ta cần phải có trang bị tốt để đối phó với kẻ địch. Chúng ta không thể mua xe tăng từ bên ngoài mà sử dụng nguồn lực của chính mình. May mắn thay, ta có những chiếc máy cao lớn ở đây. Và đó là một món quà trời cho. Máy cao lớn mà Semple ca ngợi chính là Caterpillar D8. Thứ được bán thương mại dưới dạng máy ủi với một lưỡi gầu lớn có thể tháo rời và một phụ kiện gạt phía sau. Bộ công chính New Zealand có 81 cỗ máy loại này và 19 chiếc khác đã sẵn sàng đưa vào sử dụng. Được biết, công việc biến máy ủi thành xe tăng bắt đầu từ trước đó. Vào tháng 6 năm 1940, chờ một nguyên mẫu được sửa đổi hệ thống điều khiển, hộp số, hệ thống treo, cụm bánh xích. Do thiếu nguồn cung thấp cán nên những chiếc xe tăng này được bổ sung vỏ giáp bằng các tấm mangan dạng sóng thay vì pháo hạng nặng hỏa lực của xe bao gồm 6 súng máy Bren chĩa ra các hướng xung quanh. Xe được trang bị một động cơ diesel cho công suất khoảng 127 mã lực với tốc độ tối đa là 12 km h và phạm vi hoạt động khoảng 160 km. Kíp lái được cho là lên đến 8 người. Tuy nhiên, do không gian chật trội, nên một trong sáu xạ thủ phải nằm phía trên động cơ để vận hành khẩu súng máy Bren của mình. Đến tháng 3 năm 1941, nguyên mẫu xe tăng thứ hai được hoàn thành và cả hai chiếc đã tham gia một cuộc diễu hành ở các thành phố Christchurch, Wellington và sau đó đến Auckland với mục tiêu nhằm nâng cao sĩ khí của binh lính và người dân. Trái với mong đợi, những cỗ máy này lại biến thành thứ để truyền thông địa phương chế diễu. Họ cho rằng những chiếc xe tăng nội địa được lập bằng tôn, bất chấp thực tế rằng lớp vỏ giáp này có khả năng chặn đạn chống tăng 20mm. Mặc dù chính phủ New Zealand đánh giá cao về những chiếc xe tăng của Bob Semple, nhưng thực tế thử nghiệm cho thấy những cỗ máy này có trọng lượng lớn, khiến nó nặng nề khi đi qua các địa hình phức tạp, thứ khiến việc ngắm bắn rất khó khăn. Động cơ diesel ồn ào cũng gây rung lắc, gián tiếp khiến súng máy bị kẹt đạn. Hệ thống chuyển động cũng bị lỗi, buộc lái xe phải dừng lại hoàn toàn trước khi sang số. Việc thiếu cửa sập trên nóc tháp pháo cũng ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc thoát hiểm trong trường hợp xe bị cháy. Bất chấp những khuyết điểm nói trên và bị chế giễu là chiếc xe tăng số nhất từ trước đến nay. Tổng tham mưu trưởng quân đội New Zealand khi đó là Tướng Puttick đã nhận xét rằng những chiếc xe tăng bò của Bob Symbol sẽ hữu ích trong một số chiến thuật nhất định. Bản thân bộ trưởng Robert Symbol cũng vô cùng tự hào về phát minh của mình khi cho rằng: "Chiếc xe tăng này là một món quà của Chúa và thay vì ngồi xuống thần vãn, chúng tôi cảm thấy mình đã làm tốt trong việc chế tạo vũ khí giúp bảo vệ đất nước của chúng ta." Tuy vậy, chỉ hai chiếc xe tăng Bob Symbol được bàn giao cho quân đội và dùng để phòng thủ trên bãi biển. May mắn thay, thất bại nhanh chóng của Nhật Bản trong chiến tranh Thái Bình Dương đã chấm dứt mối đe dọa xâm lược cho New Zealand và Australia. Và những chiếc xe tăng đặc biệt này đã được quay về với đúng nhiệm vụ ban đầu của chúng, những chiếc máy ủi. Như vậy là đã gần 3 năm trôi qua, kể từ khi Nga bản giao cho Việt Nam lô 64 chiếc xe tăng T-90, gồm hai phiên bản T-90S và T-90SK chuyên dùng cho chỉ huy. Những chiếc xe tăng thế hệ mới rất hiện đại này đã tạo ra một sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với binh chủng tăng thiết giáp. Ngay sau khi nhận T-90, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của binh chủng là nhanh chóng huấn luyện làm chủ những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại nhất thế giới này. Qua phóng sự, kiểm tra công tác huấn luyện tham gia Emmy Games 2021 của truyền hình quốc phòng Việt Nam, có thể thấy những người lính xe tăng Việt Nam đã hoàn toàn sử dụng thành thạo những chiếc T-90, vốn được mệnh danh là cua mắt đỏ nhờ thiết bị gây ấn tượng nhất đèn nhiễu OTSU 17 thuộc hệ thống phòng vệ chủ động mềm Sora 1 nhìn hình ảnh dưới sự điều khiển khéo léo của những người lính Việt Nam những chiếc xe tăng T-90 dũng mãnh phi nước đại ở tốc độ cao thậm chí có lúc bay lên không trung để rồi khai hỏa diệt mục tiêu rất chính xác chúng ta sẽ cảm thấy rất đỗi tự hào những chiếc xe tăng T-90 đã góp phần giúp các kiếp xe tăng Việt Nam huấn luyện nước rút chuẩn bị cho chuyến du đấu tại giải đua xe tăng tank Biathlon 2021 ở Nga, nhờ có nhiều điểm tương đồng với T-72B3, loại xe tăng thi đấu chính thức do nước chủ nhà cung cấp. Đặc biệt ấn tượng là những chiếc xe tăng T-90 Việt Nam tham gia huấn luyện tank Biathlon 2021 đã được sơn cờ đỏ sao vàng, điều mà kể từ khi tiếp nhận chưa từng bao giờ được thấy. Theo truyền thống, tất cả các loại xe tăng, xe thiết giáp, cả bánh xích và bánh hơi, pháo tự hành của quân đội Việt Nam đều sơn cờ đỏ sao vàng. Chỉ có duy nhất T-90 là chưa làm điều này mà thôi. Nay đã khác, xe tăng T-90 đã xuất hiện với hình hài một cách hoàn chỉnh nhất và tuyệt đẹp. Cùng với sự giúp đỡ trí tình từ nước bạn Nga trong việc tạo điều kiện cho các kiếp xe tăng Việt Nam làm quen với phương tiện thi đấu chính thức tại Tanh Biathlon 2021, xe tăng T-72B, thì những chiếc T-54, 55 và T-90 nhà trồng được cũng góp phần quan trọng giúp đội tuyển xe tăng Việt Nam có một mùa giải tương đối thành công tuy mới chỉ lần đầu lên thi đấu ở bảng 1, chỉ dành cho những đội có thành tích xuất sắc nhất, chúng ta đã thi đấu hết mình, đứng thứ 9. Chưa đủ để lọt vào bán kết, nhưng vượt lên trên nhiều đội sừng sỏ khác. Thậm chí chỉ thua kém đội đứng thứ 8 một khoảng cách nho nhỏ mà thôi. Nhờ vậy, đội xe tăng Việt Nam đã trụ hạng thành công. Với những tiến bộ đã đạt được, tin rằng trong mùa giải tanh Biathlon 2022, các chiến sĩ xe tăng sẽ giành được thứ hạng cao hơn đáp lại lòng mong mỏi của người hâm mộ. T90 không chỉ được các chuyên gia Nga mà còn cả phương Tây nữa đánh giá rất cao. Qua thử lửa ở chiến trường Syria, dòng xe tăng này đã thể hiện được phẩm chất tuyệt vời của mình, đặc biệt là khả năng phòng hộ và khả năng hoạt động ở môi trường sa mạc, nhiều bụi, cát, nhiệt độ cao. Cái chất của một trong những tuyệt tác về xe tăng Nga được thể hiện ở bốn lớp bảo vệ vô hiệu hóa hầu hết các loại vũ khí chống tăng hiện hữu. Tổ hợp vũ khí cực mạnh và thông minh, sức cơ động cao vượt chứng ngại vật hoàn hảo. Với Việt Nam, xe tăng vẫn được đánh giá là lực lượng đột kích quan trọng của lục quân. Trong các trận đánh hoặc chiến dịch quan trọng, xe tăng và bộ binh vẫn là nắm đấm thép, lực lượng đột kích chủ yếu. Bởi vậy, bên cạnh việc cải tiến, nâng cấp các loại xe tăng cũ lên chuẩn mới, Việt Nam cũng đã mua sắm một số xe tăng hiện đại và loại nhất thế giới, nhằm tăng cường sức chiến đấu của lực lượng tăng thiết giáp, đảm bảo cho lực lượng tăng thiết giáp đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Ngoài xe tăng T-90 đã nhận, trong tương lai gần, rất có thể lục quân Việt Nam sẽ được trang bị thêm một số xe tăng tương đối hiện đại, mà theo đại tá Đỗ Văn Diệp, cục trưởng cục kỹ thuật binh chủng tăng thiết giáp đó dường như là T72MS. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe và để lại ý kiến của các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin sau.